Sáng nay tại xã Đông Thuận, huyện Thế Lai, Trung tâm khuyến nông quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Bayer Việt Nam tổ chức chủ hoạt động tập quấn tham đồng và tọa đàm nhằm đánh giá hiệu quả dự án Forward Farming. Ra mắt từ tháng 9 năm 2023, sáng kiến Forward Farming là sự hợp tác giữa Ba Dây Việt Nam và Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia với nhiều đối tác chiến lược trong chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo, Mô hình ứng dụng đồng bộ giải pháp và công nghệ canh tác lúa tiên tiến trên ruộng thực nghiệm, giảm các vật tư đầu vào, đồng thời kiểm soát tốt phát thải và tác động môi trường, nâng cao năng lực và kiến thức canh tác bền vững cho người nông dân thông qua các chương trình tập quấn, thúc đẩy hợp tác công tư trong toàn chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo. Kết quả qua 3 vụ triển khai mô hình đã giảm lượng giống gieo xạ 60 kg giống một hectare, giảm lượng nước tưới giảm lượng phát thải khí nhà kính và chi phí đầu đồ vào đồng thời tăng hiệu quả kinh tế so với mô hình canh tác truyền thống ban tổ chức dành thời gian để bà con nông dân trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề nhằm nhân rộng phát triển mô hình trong thời gian tới